Trang Nemo xuất hiện lộng lẫy tại show thời trang trước ngày hầu tòa. Vào ngày 31 tháng 5 sắp tới, Tòa án Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mở lại phiên tòa xét xử Nguyễn Xuân Hương Trang, Trang Nemo, sinh năm 1992 và đồng phạm tội gây rối trật tự công cộng. Chiều ngày 22 tháng 5, show diễn bộ sưu tập Rhythm Resort 2023 của nhà thiết kế Đỗ Long được tổ chức, quy tụ nhiều gương mặt đình đám của làng giải trí Việt. Trên mạng xã hội mới đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau loạt ảnh của Trang Nemo cùng trợ lý xuất hiện tại show diễn nói trên. Trang Nemo gây chú ý với phong cách ăn mặc táo bạo cùng thần thái rạng rỡ, tự tin. Thời gian gần đây, cái tên Trang Nemo lại càng nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý hơn nữa vì cô vướng vào vụ gây rối trật tự công cộng. Hồi giữa tháng 5 năm 2023, Tòa án Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mở lại phiên tòa xét xử Nguyễn Xuân Hương Trang, Trang Nemo, sinh năm 1992 và đồng phạm tội gây rối trật tự công cộng vào ngày 31 tháng 5. Trước đó, vào tháng 11 năm 2022, vụ án từng được Tòa án Nhân dân quận 1 đưa ra xét xử nhưng đã trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ yêu cầu của bà Phạm Lệ Khanh, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đối với những người gây thương tích cho bà. Đến giữa tháng 4, 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1 hoàn tất cáo trạng và giữ nguyên quan điểm truy tố. Theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, do mâu thuẫn trong việc bán hàng online, Trang hẹn gặp My ở cửa hàng của Trang để giải quyết. Khoảng 14 giờ 45 phút ngày 16 tháng 1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Sau đó, My cùng Yến vào cửa hàng để xin lỗi, còn Khanh đứng bên ngoài. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, My đang xin lỗi Trang thì Khanh vào cửa hàng gọi My về nên giữa Khanh và Trang nảy sinh mâu thuẫn. Trang dùng tay giật khẩu trang của Khanh thì người này chửi tục với Trang. Nghe vậy, nhân viên của Trang là Quy cùng Trang lao vào nắm tóc rồi dùng tay đánh trúng đầu, lưng và dùng chân đạp vào bụng của Khanh. Lúc này, Yến vào can ngăn cũng bị Khương đánh. Thấy xảy ra xô xát, bảo vệ cửa hàng Trang Nemo là Nam và Tuấn chạy vào, do bực tức Nam và Tuấn lao vào đánh Khanh. Theo kết luận giám định pháp y, Khanh bị đa chấn thương phần mềm, xương bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 3%. Riêng Yến không ghi nhận thương tích. Tại cơ quan công an, Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam thừa nhận hành vi của mình. Ngày 20 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam về tội gây rối trật tự công cộng.